Rồi, hello anh em nhé. Hôm nay thì mình sẽ review các cái bộ micro mà mình hàng đang có sẵn để giới thiệu tới anh em nhé. Đây là các cái bộ micro xịn nghe, micro cao cấp ha. Còn một số micro China thì đang nằm trong tủ rất là nhiều, cũng như là trong thùng chưa khui ra ha. Đây, trước mắt đây là hiện tại là mình đang có một bộ sensor SKM5200 receiver EM3732 nhé. Và một cái bộ 5200 đơn receiver 3031. Đây, EM3031. Cái này giá chỉ có 20 mấy triệu thôi, cái này xấu nhá. Tay xấu, tay hơi trầy. Đó, cái tay của nó hơi trầy nha. Đó. Rồi. Còn ở đây là SKM5200, receiver là EM3732 anh em nhá. Cái này thì đẹp long lanh như mới luôn, tay là mới cáo luôn anh em ạ. Đây, như mới luôn nhá. Red thì nó hơi trầy chút xíu vào trên nắp. Đấy, cái bộ này gần 80 triệu nhá. Bộ này giá 70 mấy triệu, gần 80 triệu nhá. Nói chung là dưới 80 triệu. Bộ này dưới 80 triệu. Bộ này 20 mấy triệu thôi, cái này một tay duy nhất anh em ha. Này một tay duy nhất. Cái này đang chạy trên cái Red server là EM3031. Một tay ha. Rồi, mình có hai bộ G3. Everdrop 100 G3 đầu 835. Thì cái bộ mà còn cái miếng racket đây á, thì bộ này giá 9 triệu 2 nha. Còn cái bộ trên cùng là 9 triệu nha. Bộ trên cùng 9 triệu thì tay nó đẹp như nhau. Đây, cái tay này là của cái bộ trên cùng đây. Đấy. Còn cái tay này là của cái bộ có cái racket, có cái hai miếng ốp hai bên ha. Rồi mình có hai bộ AKG nha. AKG là mix xịn anh em ha. Anh em lưu ý nhá, AKG tiếng hay lắm. Cái này là đầu D5 ha. Đầu nó là D5. Đầu D5. Cái này thì trong clip sau thì mình sẽ test từng bộ micro một cho anh em, chúng ta cứ theo dõi cái kênh YouTube của mình để chúng ta nghe chất âm của từng bộ micro một nhé. Đây, một bộ là SR470 và một bộ SR450 nhá. Anh em đừng so sánh với lại SR45 gì này nọ các thứ ha. Cái này cao cấp nhá. AKG này cao cấp anh em nhá. Rồi, đây một cái bộ xua. Đây, nhỏ gọn luôn. Đây là GLXD4 nhá, GLXD24. Đầu beta 87 nhá. Beta 87A anh em này. Đó, thấy chưa? Beta 87A. Nha. GLXD24 beta 87A. Cái này mình đang bán với giá là 12.500.000 nhá. Cây này bán với giá 12.500.000. Tiếng hay lắm nha, GLXD ha. Digital anh em ha. Đây, GLXD24. Rất là đẹp. Cái mặt trước của nó đây, còn cái mặt sau này anh em. Nhìn thấy mặt sau này. Thì cái này mấy cái dòng xua mới sau này thì nó sản xuất tại China nhá, nó xuất xứ tại China ha. Nhà máy đặt tại China, made in China nhá. Cái này hàng rất là đẹp này, cái này giá 12.500.000. Còn ở đây là ULXD nhá. ULXD thì cao cấp hơn nhá. ULXD 24 cái dòng này Mexico ha. Đầu SM58. Cái cây này mình đang bán với giá là 21.500.000 nhá, 21.500.000. Đây, ULXD 24 ha. Đây, bộ nó đây. Bộ này có giá là 21.500.000. Đầu SM58 thôi nha. Rồi. Còn cái AKG này á thì cái SR470 mình đang bán với giá là 6.500.000 nha. Tay thì như mới luôn anh em ạ, còn nguyên cái này luôn. Nè, nguyên cái miếng nylon luôn, chưa lột ra luôn. Cái này hàng người ta trưng bày ở bên Mỹ nha. Bên Mỹ nó trưng bày thì mình nhập về để tồn kho. Dính bụi là mình chưa lau luôn anh em ha. Còn cái bộ mà SR450 á thì có giá là 6 triệu nha. Đây. Cái này giá 6 triệu này nha, còn cái 470 là 6.500.000. Nha. Rồi, hiện tại mình đang còn 2 4 6 2 4 6. 6 bộ micro Sua ULXP4 nha, Mexico anh em ha. ULXP4 cái này mình đang thanh lý giá 7.500.000 một bộ nha. Giá thanh lý 7.500.000 một bộ, không bao gồm phí ship nha. Anh em lưu ý nha. Và mình chỉ ship COD khi mà anh em chúng ta cọc giúp mình 500.000 trên mỗi bộ mic nha. Cứ mỗi bộ micro anh em cọc cường 500.000 là với những cái bộ micro vài triệu nha. Còn những cái bộ mic mà mấy chục này á, thì anh em chúng ta phải cọc giúp cường cũng khá là nhiều chút nhé. Chứ còn mấy trăm ngàn cường trả ship cái bộ đi làm gì đâu, mất công lắm. Nếu mà anh em không nhận thì mất công lắm nhá. Anh em thông cảm giúp cường, tại vì thực sự là cường bị rất là nhiều rồi. Mình đã từng dễ dãi với rất là nhiều khách, tuy nhiên là người ta đổi ý, người ta không lấy, mình mất công mất thời gian nha. Đấy, như mấy cái bộ này thì cao cấp rồi, anh em mua thì chả ai mà COD làm gì hết nha. Đã chơi tới những cái bộ này rồi thì chuyển tiền thẳng cái rụp cho nó nhanh đi ha. Đây.
muốn rẻ thì chúng ta dùng cái bộ này. Bộ này chỉ có 20 mấy triệu thôi nha. Đấy, và ULX B4 này thì mình thanh lý là giá 7 triệu rưỡi bộ này, không bao gồm phí ship nha, không bao ship. Anten ngắn anh em ha, cũng là anten của Sure luôn nhá, nhưng mà anten ngắn nha. Còn cái anten dài thì nó mắc hơn mấy trăm. Quan trọng là nó đáp ứng được cái nhóm cái tần số sóng của nó thôi ha. Anh em đừng có quan niệm anten ngắn anten dài làm gì hết nha. Rồi anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với Cường nhá. Anh em nào chúng ta muốn biết cái chất âm của các cái bộ micro á, thì anh em nhấn cái nút subscribe đăng ký kênh YouTube của Cường, để sau clip này Cường sẽ review thứ tự từng bộ một nhá. Từng bộ mic một mình sẽ làm trong một cái clip thôi cho nó ngắn gọn, để tránh trường hợp như mấy lần trước là mình làm clip quá dài, anh em chúng ta xem nó mất công mất thời gian. Giờ mình quay sơ lại một vòng cho anh em xem này. Đó. Nha, quay rất là chậm cho anh em xem. Cho nó rộng ra này. Đó. Rộng ra thì xem hơi mờ ha. Đây mình quay gần lại này. Đó. Cả gia tài nằm gọn trong đống micro anh em ạ. Mà ra mixer luôn ha, mixer Elehit hàng eBay về đẹp long lanh luôn. Còn một cái thôi nha, cái kia thì khách lấy rồi nhưng mà khách đang gửi đó, đang gửi cho mình cài đặt cái effect nha, mình đang đợi cái sợi cáp về cài effect cho khách. Đây, mixer cũng nhiều lắm. Đấy, cái kia thì khách lấy rồi, còn cái này thì 17 triệu 2 nhá, đẹp long lanh luôn. Cái này hàng eBay Mỹ về nhá, như mới luôn, trắng xóa là mấy cái fader trắng xóa là anh em thấy không? Hàng rất là đẹp. Mấy cái này thì anh em mua thì mình sẽ cài effect sẵn cho anh em luôn nha. Cái này giá 17 triệu 200 nha. Loa rồi nhiều lắm. Đây loa QSC cũ này, loa này mình bán với giá 36 triệu một cặp này ha. Cặp QSC này vỏ nó hơi trầy chút xíu thôi nhá, nhưng anh em nhìn thấy nó đẹp mà, đâu xấu đâu không? Đó. Mình đang bán với giá 36 triệu một cặp này thôi. Rồi loa mới thì cũng có Behringer và Turbo Sound. Đây, Turbo Sound đây nha. Thì mình sẽ review sau, bây giờ mình rất là bận cho nên là mình chưa có review được ha. Rồi bây giờ anh em nào có nhu cầu á thì chúng ta cứ alo cho Cường hoặc là cứ bình luận bên dưới Cường sẽ trả lời nhá. Hoặc là alo cho Cường qua số điện thoại là 0946734646 nhá. Đó. Thì trong cái clip này mình quay nó không được chi tiết lắm, cho là cái clip sau á thì mỗi clip mình sẽ chỉ quay một bộ thôi. Cho anh em chúng ta nhìn rõ. Đây, nói chung clip này cũng mới được mấy phút thôi, mình quay thêm chút nữa cho anh em chúng ta nhìn kỹ hơn ha. Đây là EM3732 này. Tay 5200 như mới. Không tùy vết, như mới luôn, mới toanh luôn. Đây anh em thấy phê chưa? Bộ này thì giá gần 80 triệu. Còn bộ này 20 mấy triệu thôi, anh em mua bộ này mình bán rẻ cho. Mua bộ này về dùng mình bán rẻ nha, giá chỉ có 20 mấy triệu thôi. Tay này hơi xấu. Tay này về anh em chúng ta dán đề can vào cho nó đẹp ha. Thích thì chúng ta dán đề can vào thôi, chả sao hết. Hơi trầy thôi, không có gì hết ha. Mua dùng thì dùng cây này rồi. Anh em chúng ta muốn làm chương trình á, hoặc là chúng ta dùng trong gia đình cũng được. Muốn thì dán màu vào thôi, dán keo đồ vào là xong thôi ha. Rồi AKG này anh em, AKG này thì hay lắm. Đây tay là tay mới, cái là người ta trưng bày kéo ra kéo vô nó bị trầy cái hộp sóng á nha. Cái đầu này là đầu D5 nhá, đầu D5 rất là hay. Đầu D5 của nó rất là hay. Đây là GLXD24 này anh em. Cây này báo giá lại nhé, cây này 6 triệu rưỡi ha. 6 triệu rưỡi là SR470 nha. Còn SR450 dưới này nè. Đây bộ dưới cùng là SR450. Đây SR450. 450 tay ở đây. Giá 6 triệu. Đây. Bộ này 6 triệu. Còn cái bộ Sure GLXD24 này á, Beta 87A này anh em thì có giá 12.500. Bộ Sure ULXD nhá, ULXD4 nhá, ULXD24, tay 2, red 4 là 24 ha. Đầu SM58 giá 21.500. Rồi cái này giá 9.2 và 9 triệu nhá. Cái bộ dưới là 9.2, bộ trên 9 triệu. Lý do nó có mấy cái bát xung quanh đây, mắc hơn chút xíu, đẹp hơn chút xíu nhá. Bộ trên 9 triệu, dưới 9.2. Đầu 835 ha. Sen Everest 100G3. Rồi mấy cái bộ ULX B4 này mình thanh lý 7 triệu rưỡi không bao gồm phí ship. Rồi bây giờ chào anh em nhé.